Thưa quý vị và các bạn, say nắng, say nóng là hiện tượng rất thường gặp trong mùa hè. Không chỉ có biểu hiện mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu mà còn có thể gây đột quỵ. Nếu không xử trí kịp thời, có thể để lại các di chứng thần kinh không hồi phục và tử vong. Trẻ em là đối tượng đặc biệt nhạy cảm và rất dễ bị say nắng, say nóng. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần chủ động phòng ngừa cho trẻ. Trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, các chuyên gia y tế đến từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ chia sẻ về cách phòng ngừa, xử trí khi bị say nắng, say nóng. Bắt đầu tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ Lê Thu Trang đã dành thời gian cho chương trình Sức khỏe 365. Thưa bác sĩ, kỳ nghỉ hè của trẻ thì có rất nhiều những cái hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên rằng là trong cái thời điểm này thì cũng là cái thời điểm mà thời tiết rất là nắng nóng. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là đối với cái thời tiết nắng nóng thì liệu trẻ em khi vui chơi thì có xảy ra cái hiện tượng say nắng, say nóng không ạ? Và bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái hiện tượng này ra sao? Say nắng, say nóng là mùa hai tình trạng khác nhau, tuy nhiên là nó rất đi kèm hay đi kèm cùng với nhau. Tình trạng say nắng, say nóng còn gọi là cái tình trạng cơ thể tăng nhiệt độ, thường cơ thể thân nhiệt nó sẽ trên 40 độ kết hợp với mất nước. Hệ quả là hệ thống điều hòa nhiệt của cơ thể sẽ dẫn đến cái tình trạng mất kiểm soát. Vì mất kiểm soát hệ thống điều hòa nhiệt độ gây ra những rối loạn của hệ hô hấp, thần kinh, tuần hoàn. Nguyên nhân của cái hiện tượng say nắng say nóng này là do tác động của nắng nóng hay các hoạt động thể lực quá mức, và hậu quả cuối cùng có thể gây ra những cái biểu hiện. Thứ nhất là thường sẽ đi kèm sốt 40 độ trở lên, có những cái thay đổi về trạng thái tinh thần, hành vi như lú lẫn, kích động, nói lắp, chóng mặt, choáng váng hoặc tăng nặng hơn, là thậm chí bệnh nhân có thể đau đầu này, vô thức, co giật. Ngoài ra thì rất hay gặp tình trạng là buồn nôn, nôn ói mửa. Về biểu hiện của da thì da sẽ đỏ, ửng lên, tấy đỏ và nóng bừng trên mặt da, mạch đập nhanh, yếu cơ, chuột rút, thở nhanh, đau đầu. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì trong trường hợp mà các bậc phụ huynh phát hiện ra con em mình gặp phải những cái tình trạng như bác sĩ vừa chia sẻ thì các bậc phụ huynh sẽ cần phải làm gì ạ? Chúng ta cần có những cái động thái xử lý ngay tại chỗ, không chờ đợi, vì những cái rối loạn này có thể dẫn đến những tình huống rất là nặng, ví dụ như co giật này, rối loạn sâu trong hô hấp, thần kinh, gây ra những cái di chứng không tốt. Thế thì việc đầu tiên các bạn cần, luôn luôn các bạn nhớ trong một cái cấp cứu, các bạn cần gọi người hỗ trợ. Bạn có thể gọi người xung quanh, bạn có thể gọi cho xe cấp cứu hoặc là đưa em bé đến cơ sở y tế gần nhất. Trong lúc chờ xe cấp cứu này, chờ để di chuyển này, hoặc là chờ người, ví dụ mình mang xe ra, thì mình cần lập tức đưa người bị say nắng, say nóng đến nơi râm mát, nới lỏng quần áo, bỏ bớt quần áo không cần thiết để giảm cái sự tích tụ nhiệt. Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cái người bị say nắng, say nóng đó. Nếu mà nhiệt độ quá cao thì việc chúng ta cần phải làm mát bằng nhiều biện pháp. Nếu tình trạng mà hôn mê ly bì hoặc là có tình trạng đã bắt đầu rối loạn đến hô hấp với tuần hoàn gây ngừng tim, ngừng thở thì chúng ta phải lập tức tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn ngay lập tức. Và sau thời gian đó kiểu gì bạn cũng phải đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất. Vâng, với những chia sẻ cụ thể của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì tôi tin chắc rằng là các bậc phụ huynh thì sẽ có thêm nhiều kiến thức để có thể bảo vệ con em mình trong những cái ngày hè nắng nóng như thế này. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Khi chịu tác động của gánh nặng nhiệt, cơ thể người có các phản ứng đáp ứng và huy động các cơ chế điều nhiệt. Nếu quá tải nhiệt gia tăng quá mức sẽ gây ra tổn thương đối với cơ thể. Tổn thương do nắng nóng sẽ làm rối loạn cân bằng nước, điện giải toàn thân, rối loạn điều hòa thân nhiệt và rối loạn bệnh lý khác. Nhiệt độ môi trường là yếu tố quan trọng gây ra các vấn đề sức khỏe, nhưng cũng không hoàn toàn là yếu tố quyết định duy nhất. Say nắng, say nóng còn do ảnh hưởng đồng thời của môi trường kín khí gây khó thở, cơ thể thiếu nước, mặc quần áo quá chật. Nếu trẻ bị say nắng, say nóng, bố mẹ cần bình tĩnh để có cách xử trí kịp thời bằng thực hiện nhanh các biện pháp sau: gọi bác sĩ hoặc xe cấp cứu ngay lập tức. Làm mát cho bé càng nhanh càng tốt bằng cách bế trẻ đến chỗ mát thoáng khí, lau mát cho bé bằng nước mát và quạt cho bé uống nước lạnh. Lưu ý, trong các trường hợp say nắng, say nóng, uống hạ sốt như ibuprofen hoặc paracetamol cũng không làm trẻ hạ sốt. Cha mẹ hãy chú ý những thông tin trên để chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho con. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.